Vào ngày 25 tháng 4, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra chương trình Hội nghị cựu sinh viên lần thứ nhất. Hội nghị được chủ trì bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Quang Liệu, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Đại tá nhà văn Nguyễn Hồng Thái, cùng với sự tham gia đông đảo của các giảng viên và cựu sinh viên. Mở đầu hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim báo cáo quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, trong đó có công tác cựu sinh viên. Tiếp đó, Tiến sĩ Nguyễn Quang Liệu thông báo kết quả thành lập các ban chấp hành chi hội cựu sinh viên khoa, bộ môn trực thuộc. Hội nghị đã thảo luận và đề ra dự thảo điều lệ hội cựu sinh viên và các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống và 20 năm thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Như vậy, Hội cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chính thức được thành lập với mục tiêu tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và các thế hệ cựu sinh viên. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội dựa trên tiêu chí tự nguyện, tự chủ, tuân thủ quy định của điều lệ hội, tuân thủ hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.